Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là hướng dẫn và update cái nền tảng đó là Gitcoin Dashboard này để chúng ta là verify để kiếm thêm điểm nha. Thì về cái Gitcoin Dashboard thì là một cái nền tảng đó là làm ra để chống sai bi thôi nha. Thì đối với anh em nào mà điểm Gitcoin ít hơn là 20 điểm á, thì anh em có thể là vào đây các bạn là hoàn thành thêm một cái task, đó là task trade last nha, trade go ấy. Thì cái task trade go này thì anh em mà đã query rồi thì khi mà anh em query thì anh em sẽ được cộng thêm là 1,54 điểm nữa đấy. Thì đối với cái điểm của trên Gitcoin Dashboard này thì rất có khả năng là bên dự án Zcash họ sẽ lấy cái điều kiện của cái Gitcoin Dashboard này để làm cho cái điều kiện là unwrap của họ nha. Thì chỉ là suy đoán như vậy thôi. Thì đối với anh em nào mà Gitcoin Dashboard dưới 20 điểm thì anh em nên làm thế nào, làm sao thì trên 20 điểm là được nha. Anh em cứ query trên 20 điểm là được trên nền tảng Gitcoin Dashboard này. Đấy. Thì ngoài ra thì hiện tại thì TradeGo, cái nền tảng TradeGo này thì họ cũng cho claim một số cái điểm BOIAT. Thì nền tảng TradeGo này là một cái nền tảng là check on chain thôi, có nghĩa là check cái địa chỉ ví của các bạn đã tương tác với lại là những cái dự án nào đấy, và trên và cái run cái địa chỉ ví của các bạn là ra sao, thì các bạn có thể là check ở trên là cái nền tảng là TradeLens này nha. Thì TradeLens thì hiện tại thì nó đã hỗ trợ thêm một cái mạng lưới, đó là Starknet, Lini. Thì trước đây nó chỉ hỗ trợ đó là mạng lưới Zcash thôi, nó chỉ hỗ trợ đó là chat mạng lưới Zcash thôi. Thì bây giờ nó đã hỗ trợ thêm hai cái mạng lưới nữa, đó là Starknet với lại là Lini Pool, với lại là mạng lưới Lini. Ngoài ra thì đối với những cái airdrop nào mà anh em chưa từng claim thì họ cũng đã ra một cái tính năng, đó là check cái địa chỉ ví của các bạn là đủ có đủ điều kiện để claim mà những cái airdrop mà đang diễn ra trong vòng là khoảng 1-2 tháng trở lại đây á nha. Cũng khá là tiện ích. Đó. Ok, thì về cái nền tảng cái Coin Dashboard này thì bây giờ anh em lưu ý là khoảng là 3 tháng thì cái điểm của cái Coin Dashboard nó sẽ là reset lại nha các bạn. Cho nên là khoảng là cứ 3 tháng thì anh em vào đây. 3 tháng anh em vào Gitcoin Dashboard, anh em connect lại ví rồi anh em query lại thôi. Chỉ cần connect lại ví rồi refresh lại thì nó sẽ tự động cập nhật điểm lại cho các bạn thôi nha. Đấy, còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người là query cái task, đó là task TradeGo này để nhận thêm 1,54 điểm nữa. Đây anh em connect với lại cái ví MetaMask của các bạn xong thì các bạn nhớ xin ký luôn nha. Trên nền tảng Gitcoin Dashboard này các bạn connect với xong thì nó sẽ yêu cầu các bạn là xin ký nha, trên mạng lưới Ethereum nha. Các bạn connect với lại mạng lưới ETH, mạng lưới Ethereum ấy. Sau đó các bạn có thể là nhấn vào cái dòng đó là Refresh Master này này để nó cập nhật lại cái điểm cho các bạn. Đấy. Sau đó thì các bạn nhấn chỉ cần nhấn nút là Confirm Stamp thôi. Rồi xin ký đây. Ok. Đấy. Thì hiện tại thì cái giao diện mới các bạn ạ. Hiện tại nó có giao diện mới. Đây, các bạn trên đây các bạn có thể là thấy cái số điểm của các bạn đang có là bao nhiêu này, nó sẽ hiển thị ra ở đây. Thì hiện tại cái địa chỉ ví của mình là query được khoảng là gần 55 điểm rồi. Đấy. Và các bạn nhớ lưu ý là trên 20 điểm nha, để tránh là cái điện nó đánh dấu là cái địa chỉ ví của bạn là sai bi. À, hiện tại thì nó có số điểm luôn các bạn ạ. Hiện tại thì mỗi task này các bạn, mỗi task nó hiện ra cái số điểm cho các bạn luôn này nha. Mỗi task thì task nào được bao nhiêu điểm thì nó có hiển thị luôn này, đó. Những task nào mà chưa query thì nó sẽ tự động đưa lên trên cho các bạn. Còn những cái task nào mà anh em đã query thành công hết rồi thì nó ở dưới đây nó sẽ đưa xuống dưới và nó hiện là nó ẩn đi, có nghĩa là nó mờ nhạt đi ấy, nha, nó mờ nhạt đi như thế này là những cái task đó các bạn đã query thành công hết rồi. Đó. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào đó là làm cái phần là TradeLens này nha. Đây, TradeLens, TradeGo ấy là nhận thêm 1,54 điểm nữa.
Đấy, các bạn query sao cứ trên 20 điểm là được. Thì để query được cái Trustlab này thì đầu tiên á thì các bạn vào cái đường link dưới phần mô tả video. Đó là chấm là trustlab.ai xẹt trustscan này. Thì trên cái trang này các bạn chọn qua cho mình cái mục đó là mục là trustscan nha. Sau đó thì các bạn chọn vào cái mục, các bạn nhấn vào cái dòng này, trustscan API giúp mình nha. Các bạn nhấn vào cái dòng là trustscan API này. Nhấn vào. Thì sẽ hiện ra một cái form như thế này. Thì chúng ta sẽ điền lại để chúng ta là query thôi. Ok, thì cái ô đầu tiên đó là ABA Table, thì các bạn nhấn vào, các bạn chọn cho mình đó là CB Score ABA. Đó, các bạn chọn cho mình cái dòng đầu tiên đó là CB Score ABA. Tiếp theo đó là cái địa chỉ ví của các bạn để query, thì các bạn copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn thôi. Đó. Các bạn connect với lại cái command bar bằng cái địa chỉ ví nào thì các bạn copy lại cái địa chỉ ví đó, các bạn khai báo nha. Đấy. Thì ở đây mình làm có một ví thôi cho nên là mình không có lăn tăn. Nhiều anh em thì anh em nào mà chích nhiều ví thì có thể là tự quản lý nha. Ok, thì về email thì các bạn cứ điền lại email của các bạn thôi. Đó. Sau khi điền lại email xong thì tiếp tục cái ô thứ tư thì các bạn điền cho mình đó là, nó yêu cầu của các bạn đó là điền lại link tên dự án hoặc là tên công ty của các bạn. Thì các bạn cứ điền đại thôi các bạn. Cái ô này các bạn cứ điền đại thôi, không cần điền cái gì đâu. Các bạn điền đại nha. Các bạn đừng cần có ghi giống như mình nha. Các bạn ghi ở cái phần này các bạn ghi đại thôi cũng được. Không cần là có công ty hay là dự án gì đâu. Các bạn đi viết đại thôi. Tiếp theo đó là về nó yêu cầu các bạn là có cái link website hay không. Thì về cái phần cái link website này thì các bạn cứ vào Twitter, các bạn copy lại cái link profile Twitter của các bạn nha. Hoặc là link Facebook, link profile Facebook của các bạn cũng được nhé. Ông ấy copy link Twitter cho nhanh đi. Chúng ta hay tương tác Twitter thì chúng ta cứ copy lại link profile Twitter thôi. Sau đó thì các bạn dán vào cái phần là official website này. Đó. Tiếp theo đó là link profile Twitter thì các bạn cứ dán lại link profile Twitter luôn nha. Đó, còn ở phần này thì các bạn điền cho mình đó là CB score nha. Là check CB ấy. Phần result nha, cái dòng cuối cùng á, các bạn ghi cho mình là check CB này. Đó, như thế này thôi. Đó, các bạn ghi ra cho mình là check CB. Sau đó thì các bạn nhấn vào nút là submit. Đấy, submit socket này là các bạn đã submit thành công. Thì sau khi các bạn submit thành công xong thì các bạn quay trở lại với cái nền tảng cái con bo này. Thì ở cái task là Trustlab như thế này thì các bạn nhấn vào nha. Hoặc là các bạn nhấn vào cái ô đó, các bạn nhấn vào cái nhiệm vụ đó. Và sau đó thì các bạn tích vào thôi, các bạn nhấn vào cái tích vào cái ô là select LL này. Rồi sau đó các bạn nhấn vào chữ verify. Rồi xin ký trên ví thôi. Để nó query cho các bạn nha. Verification fail. Thì các bạn nhớ đợi một tí nha. Các bạn đợi khoảng vài phút gì đó. Ok, các bạn đợi khoảng vài phút rồi các bạn tích lại, các bạn query lại thôi. Vẫn chưa được. Thì các bạn đợi khoảng là 5 đến 10 phút nha. Các bạn đợi đợi khoảng là 5 đến 10 phút hoặc là 30 phút vậy đó. Nha, các bạn nhấn vào đây các bạn query thôi để nó duyệt. Đó. Còn về những cái task khác như là Hollim hoặc là Bro Root này thì khá là tốn tiền nha các bạn. Cái này các bạn là KIC bằng cái khuôn mặt của các bạn hay sao ấy thì khá là tốn tiền. Đây này. Adena thì như là cũng là tốn tốn khá là nhiều tiền ấy. Đó. Trên Ethereum cho nên là chúng ta là bỏ qua ba cái task này. Còn cái task GitHub thì nó yêu cầu chúng ta là connect lại, thì các bạn có tài khoản GitHub thì các bạn nhấn vào các bạn connect lại thôi. Nha, các bạn nhấn vào rồi các bạn tích vào cái ô là select LL này thì nó sẽ tự động tích vào hết tất cả các ô, rồi các bạn nhấn verify thôi.
rồi sau đó thì các bạn connect, các bạn đăng nhập lại bằng cái tài khoản GitHub của các bạn. Sau đó các bạn query xin ký thôi. Tab này ở tab GitHub này điểm nó cũng khá là cao luôn các bạn. 7,26 điểm luôn. Đấy. Ok, như vậy là mình đã query socket này thành công này. Thì mình select LL thì mình chỉ đủ được là ba điều kiện thôi, đó là tài khoản của mình là trên 1 năm này. Đó, tài khoản GitHub của các bạn trên 1 năm thì các bạn sẽ nhận được thêm là hơn khoảng là 3,63 điểm nha. Còn những cái contribute như thế này là dành cho những cái developer, người ta là tạo ra những cái nội dung, những cái dự án thôi. Đó. Ở đây cũng có cái phần là hết hạn này. Đó, khi nào mà hết hạn thì anh em vào đây anh em connect lại thôi. Tuy nhiên thì vào tháng 12 lận các bạn, tháng 12 2024 nó mới hết hạn lại. Sau các bạn query xong thì các bạn nhấn nút cloud thôi. Đó. Thì sau đó cái task đó nó sẽ đưa xuống dưới cho các bạn. Thì và cái để mình query lại cái task trade last này thử nha. Không biết nó duyệt chưa nữa. Ok, nó chưa duyệt. Nếu nó chưa duyệt thì các bạn ấy lại thôi. Các bạn đợi nó duyệt rồi các bạn vào đây các bạn query thôi. Đấy. Ok, thì tiếp theo đó thì các bạn có thể là vào cái nền tảng TrustGo này để các bạn là kiểm tra, các bạn check run, check cái địa chỉ ví của bạn check run đó là trên mạng lưới Yggdrasil này hoặc là mạng lưới Starknet hoặc là mạng lưới Linny này nha. Để check thì các bạn chỉ cần là đây này, các bạn connect ví thôi. Đó, connect với MetaMask rồi các bạn xin ký thôi. Chữ ký an toàn nha, không sao đâu. Đấy. Thì sau khi các bạn connect xong á thì các bạn có thể là chọn mạng lưới Yggdrasil era này. Rồi các bạn copy lại cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn dán vào các bạn check thôi. Các bạn dán vào này. Sau đó các bạn nhấn vào nút share. Đó. Thì nó sẽ hiện ra cái điểm run của các bạn này, cái điểm của các bạn là active này, điểm media score của các bạn này là điểm media của các bạn là bao nhiêu thì nó sẽ hiện ở đây, và run của các bạn này là bao nhiêu này, đó, tớp bao nhiêu phần trăm này sẽ hiện ở đây. Còn ở dưới đây thì nó sẽ tổng hợp lại cái phần ở dưới phần là protocol này như thế này, thì nó sẽ tổng hợp lại là cái địa chỉ ví của các bạn đã tương tác bao nhiêu dự án rồi, và cái volume giao dịch của các bạn là tổng cộng là bao nhiêu rồi, với lại là gas mà các bạn đã trả phí ở trên mạng lưới Yggdrasil á là bao nhiêu thì sẽ để đây hết cho luôn cho các bạn. Thì tổng volume của mình trên Yggdrasil thì mình đã cày tới là 56.000 đô rồi. Đó, còn gas thì mình đã trả là gần 140 đô. Đấy. Còn đây là contract nha. Phần interaction này có nghĩa là những cái contract mà các bạn đã tương tác. Đấy, các bạn đã tương tác bao nhiêu contract thì nó sẽ hiện số lượng ra ở đây luôn. Đấy. Còn phần là ABG gas code này là cái giao dịch mới nhất của các bạn nha, thực hiện trong vòng mới nhất, có nghĩa là cái giao dịch các bạn vừa đây các bạn thực hiện là bao nhiêu thì nó sẽ hiện ở đây thôi. Đấy, còn ở dưới đây là những dự án mà các bạn đã tương tác. Đây, thì mỗi dự án nó cũng đưa ra những cái volume mà các bạn đã ấy luôn nha. Nó sẽ đưa ra tên từng dự án luôn này. Là các bạn đã tương tác với lại là những cái dự án nào và trên dự án đó các bạn đã tương tác là bao nhiêu transaction với lại là bao là volume là bao nhiêu. Đó. Và nó sẽ có ngày ngày cuối cùng mà các bạn đã active đã active ở trên cái dự án đó nha. Đấy. Đây, nó hiển thị ra những cái đây luôn cho các bạn này. Các bạn có thể là kéo xuống bên dưới các bạn kiểm tra thôi. Đó. Ok, thì ngoài ra thì các bạn có thể là check thêm trên mạng lưới Linny, thì để check trên mạng lưới Linny thì các bạn chọn qua cái ô là Linny nha. Check trên mạng lưới Linny thì các bạn chọn qua cái ô là ô Linny này. Rồi các bạn dán cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn vào rồi các bạn nhấn nút C thôi. Đấy. Thì run của các bạn số điểm media score của các bạn bao nhiêu thì sẽ hiện đây này. Run bao nhiêu phần trăm thì ở đây nó sẽ hiện đây. Đó. Và cũng tương tự như anh viết casino, các bạn có thể là kéo xuống bên dưới. Các bạn kéo xuống bên dưới các bạn sẽ thấy được là cái volume các bạn đã cày, tổng volume trên mạng lưới Linny các bạn đã cày là bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị ra ở đây. Đó, và gas các bạn đã trả là bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị ở đây. Và contract các bạn đã tương tác là bao nhiêu ở đây. Đó. Còn đây là cái phần phí mà các bạn vừa trả mới nhất xem thể đó. Ở dưới thì là những cái dự án nha, ở dưới là những cái dự án mà các bạn đã tương tác trên mạng lưới Linny
Đó, nó sẽ hiển thị ra đây luôn trên từ những cái dự án nào, contract là tương tác contract ở trên đó là bao nhiêu và volume trên dự án đó là bao nhiêu, nó sẽ hiển thị ở đây ngày luôn này. Đó. Ngoài ra thì có mạng lưới Starnet nữa các bạn. Thì để check được Starnet thì các bạn cứ mở quý ARGX của các bạn ra, các bạn copy lại cái địa chỉ quý Starnet của các bạn thôi, các bạn dán vào các bạn check thôi. Đó. Các bạn dán vào rồi các bạn nhấn nút C thôi thì nó cũng tương tự, nó nhảy nhảy ra điểm như các mạng lưới khác thôi. Đó. Hiện tại thì Starnet mình khá là ít tương tác luôn. Điểm mình top mình 18%, điểm chỉ có 71 thôi. Dưới đây thì volume của mình hiện tại trên Starnet chỉ có 205 đô thôi các bạn. 205 mà gas mình đã trả là gần 45 đô rồi. Đây, còn ở dưới nó cũng tương tự luôn, là các bạn đã tương tác ở trên dự án nào, trên nền tảng nào và volume là bao nhiêu thì nó sẽ hiển thị ở đây luôn cho các bạn nha. Đó. Thì ngoài ra thì hiện tại nó có cái mục, đó là mục là booster nha. Thì trong cái mục booster này thì anh em có thể là ở cái phần là unwrapped chest này này, có nghĩa là cái địa chỉ ví của anh em đã đủ điều kiện, ví dụ như là cái về cái phần unwrapped của ARB trước đây đi. Đó, các bạn nhấn vào các bạn cho chết thôi. Đấy, các bạn nhấn vào này. Ở cái phần booster thì các bạn nhấn vào cái ô đầu tiên á. Ô đầu tiên đó là unwrapped checker này. Rồi các bạn dán cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn vào đây thôi. Rồi các bạn nhấn vào nút tìm kiếm. À mình nhầm. Hiện tại nó chỉ hỗ trợ chết ở trên chuỗi LVM thôi các bạn. Là rồi là quý MetaMask á nha. Còn Starnet nó chưa hỗ trợ đâu. Starnet nó chưa unwrap nhưng mà. Ok thì các bạn dán qua thôi. Đó. Thì sau khi các bạn dán cái địa chỉ ví của bạn vào và các bạn nhấn vào chữ tìm kiếm thì hiện tại nó chỉ hỗ trợ 3 project thôi, có nghĩa là 3 dự án thôi, đó là Celestia và Connect với lại là Arbitrum. Đấy, nó sẽ hiển thị ở đây. Thì nếu mà cái địa chỉ ví MetaMask của các bạn đủ điều kiện ở cái dự án nào thì nó sẽ hiện ra chữ đó là Eligible nha, có nghĩa là cái dự án T này hôm trước mình đã làm video hướng dẫn rồi đấy. Đó, có nghĩa là cái địa chỉ ví của bạn đủ điều kiện thì và cái vòng kết và sẽ có ngày kết thúc claim luôn cho các bạn lúc này. Đó. Thì T này thì hiện tại là còn 3 ngày nữa nó sẽ cho kết thúc claim, thì hôm trước mình đã làm video hướng dẫn rồi. Đấy, bạn nào mà chưa claim cái phần dự án của T, token T thì có thể là vào đó các bạn claim. Còn dưới đây nó cũng sẽ dẫn lại cái đường link claim luôn cho các bạn này. Đó, các bạn muốn claim các bạn chỉ cần nhấn nút là go to claim thôi. Nó sẽ dẫn đến cái trang là Genesis này, hôm trước mình đã hướng dẫn mọi người claim rồi. Còn đối với cái dự án Connect thì đây là cầu nối blockchain thôi. Thì phần này thì mình không đủ điều kiện, cái địa chỉ ví của mình không đủ điều kiện. Cho nên là nó ghi đó là not eligible nha, có nghĩa là quý cái địa chỉ ví của mình không đủ điều kiện để claim unwrap của cái dự án net này. Đó. Cũng có đường link luôn này. Ngoài ra thì Arbitrum thì mình đã claim trước đây rồi, chúng ta cũng đã claim lâu rồi nha. Hình như là Arbitrum nó hết cho claim rồi mà ta. Mà sao ở đây nó để là 21 giờ ta? Cái Arbitrum nó hết cho claim rồi mà. Đây. Thì còn những cái dự án nào mà các bạn đã claim rồi á thì nó sẽ hiện ra chữ là claim M như thế này, là các bạn là cái địa chỉ ví của bạn, các bạn đã claim cái unwrap của cái dự án đó rồi. Đó. Vậy thôi. Ngoài ra các bạn muốn nhận thông báo nha. Nói chung là các bạn nếu mà các bạn muốn nhận thông báo cho sau này đối với những cái unwrap nào đến từ những cái dự án khác á, thì các bạn có thể là dán cái địa chỉ ví của các bạn vào đây này. Đó, rồi các bạn điền lại cái email của các bạn. Nha, cái địa chỉ ví MetaMask, rồi các bạn dán điền lại cái email, rồi các bạn nhấn vào chữ subscribe thôi. Thì sau khi các bạn subscribe xong á thì sau này nếu mà cái địa chỉ ví của các bạn, nếu mà các dự án có những dự án nào unwrap và cái địa chỉ ví của các bạn đủ điều kiện thì nó sẽ tự động thông báo về cái email cho các bạn để các bạn vào claim nha. Mở ra thì hiện tại thì trong email về email các bạn khá là nhiều thư rác, thư scam, cho nên là khi mà anh em là xem một cái email unwrap hay là cái gì đó nó gửi về mà cờ lam gì đó thì anh em nhớ là kiểm tra là cái email gửi tới là cái email nào, có phải chính đến từ cái dự án đó hay không. Đấy, cho nên là các bạn nhớ về những cái email thì các bạn nhớ kiểm tra cái địa chỉ email mà người ta gửi tới là địa chỉ email nào, có phải của dự án không, phải kiểm tra trước nha cho an toàn nha. Nhiều khi là rất là nhiều cái email spam nó gửi về email của các bạn à, kêu các bạn claim rồi đó, khi mà các bạn nhấn vào cái đường link ở bên trong email á, thì nó sẽ là
Một là virus, hai là nó sẽ yêu cầu các bạn là connect ví rồi xin ký gì đó, nó sẽ hack cái ví của các bạn. Cũng khá rủi ro khi mà anh em nhấn vào những cái đường link bên trong email đó. Thì ngoài ra thì các bạn có thể là sau đó thì các bạn vào vào nền tảng gà xế của TradeLens này, các bạn cỡ làm những cái OAT này thôi, các bạn làm nhiệm vụ này, follow này, follow Twitter thôi, nhiệm vụ đơn giản thôi các bạn, follow rồi retweet và like thôi. Report này, like này, chúng ta sau đó thì nó sẽ yêu cầu các bạn là chuyển sang mạng lưới Polygon để chúng ta claim. Thì các bạn nhấn vào chữ là switch Polygon thôi, thì ví MetaMask của các bạn nó sẽ tự động mở pop-up ra và nó yêu cầu các bạn là chuyển sang mạng lưới Polygon. Này trả phí bên Polygon các bạn ạ. Còn nếu mà các bạn nhấn vào chữ switch nó không chuyển mạng thì các bạn mở cái ví MetaMask của các bạn ra, các bạn chuyển sang mạng lưới Polygon. Còn không thì ở phía bên trên đây là nó sẽ có cái mạng lưới này, các bạn nhấn vào rồi các bạn chọn lại mạng lưới Polygon thôi nha. Đó. Rồi sau đó thì các bạn nhấn vào chữ claim này. Claim OAT và 20 điểm boy này. Rồi các bạn trả một ít phí giao dịch thôi. Đó, cộng một NFT OAT này. Thì phí trên Polygon cũng khá là rẻ, khoảng là 0,01 đô thôi các bạn nha. 0,01 đô thôi. Đó. Thì các bạn có thể là tương tác điểm boy như thế này. Claim OAT và lấy điểm boy của trên cái dự án là TradeLens này, thì sau này nếu mà TradeLens nó ra token hay là có anh drop gì đó thì các bạn có thể là nhận được nha. Đó, ngoài ra thì các bạn cũng hoàn thành bên phần là Celestia drop luôn, nó có 3 đường link nha. Các bạn vào hoàn thành nhiệm vụ follow Twitter, like, retweet rồi claim OAT thôi. Với lại là Starnet luôn này. Đấy, mình sẽ dẫn lại link cho các bạn claim. Để mình tới mình query lại cái thử cái test là chốt lá thử nó lót lại web nha. Web nó duyệt chưa nữa. Nó chưa duyệt chắc ngày mai phải vào xem lại thôi các bạn. Ok, nó vẫn chưa duyệt cho mình luôn. Ok, nó chưa duyệt thì chúng ta ấy thôi. Chưa duyệt thì đợi nó duyệt rồi chúng ta là query thôi các bạn nha. Các bạn đợi chắc đợi khoảng trâu đó khoảng là nửa ngày hay là 24 giờ rồi đó, một ngày gì đó các bạn vào cửa làm thôi. Đấy. Trên 20 điểm nha. Ok, thì như vậy là cái video mình update và hướng dẫn mọi người verify trên Gitcoin của cái task là TradeLens thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.